HPV hay còn gọi là Human Papillomavirus Virus là loại siêu vi lây qua quan hệ tình dục đường âm đạo, hậu môn hay qua đường miệng. Đây là loại virus rất phổ biến lây qua đường tình dục. Theo nghiên cứu có hơn 100 chủng HPV, trong đó có một số chủng nguy cơ thấp gây mụn cóc ở chân tay, có khoảng 15 chủng nguy cơ cao có thể gây ung thư cổ tử cung, nhất là chủng 16, 18 hay các bộ phận sinh dục khác. Một số trường hợp có thể lây qua da kề da, các vết chảy xước vùng nhiễm HPV khi dùng chung quần áo lót. HPV rất phổ biến nên những ai có quan hệ tình dục đều có nguy cơ nhiễm HPV. Một số trường hợp dễ bị nhiễm HPV nhất gồm những người quan hệ nhiều bạn tình làm nghề mại dâm, người quan hệ tình dục sớm, vợ hoặc chồng của bạn có quan hệ tình dục với nhiều đối tượng khác, người có cơ địa suy giảm miễn dịch HIV, lao, có thai, người xài chung đồ lót với người mang mầm bệnh. Rất khó vì phần lớn trường hợp không có triệu chứng, một số phát hiện được khi thấy có mụn cóc, mồng gà sinh dục. Một số phát hiện nhiễm HPV nhờ tầm soát HPV. Teen Breast Test có thể giúp bạn biết mình có bị nhiễm một số chủng HPV không. Một số phát hiện nhiễm HPV sau khi có bất thường như ung thư đường sinh dục hoặc khi làm phết tế bào Pap smear bất thường. Chính vì vậy, bạn nên thực hiện thăm khám định kỳ ít nhất 6 tháng một lần để tầm soát bệnh. Bên cạnh đó, bạn cần thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục. Trong trường hợp quan hệ không an toàn ngoài ý muốn, bạn cần mau chóng tìm đến cơ sở y tế để kiểm tra ngay lập tức nếu nghi ngờ bạn tình của mình. Bệnh do virus HPV như sùi mào gà, mụn rộp sinh dục trong quá trình hình thành có thể biến chứng thành nhiều bệnh lý viêm nhiễm khác nhau. Tính từ lúc bắt đầu nhiễm HPV đến khi bị ung thư có thể mất vài năm. Trong khoảng thời gian đó, biết đâu thế giới đã có những phát minh mới có thể điều trị cho bạn. Nếu bạn đi thăm khám đều đặn, bác sĩ sẽ phát hiện sớm và ngăn ung thư không xảy ra với bạn. Hiện nay đã có thuốc ngừa ung thư cổ tử cung, mặc dù chỉ ngừa được một số chủng HPV, nhưng cũng đã giảm tỷ lệ ung thư cổ tử cung đáng kể. Đến khám phụ khoa tại các trung tâm chuyên khoa về sản phụ khoa để được theo dõi phát hiện sớm và chữa trị những hậu quả do ung thư HPV gây ra. HPV là virus nên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Những phương pháp điều trị hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cơ thể, giúp cơ thể tự loại được HPV như thể dục, sử dụng nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, vệ sinh vùng sinh dục tốt, quan hệ một vợ một chồng là những biện pháp cần thiết.